Trần Phi Vũ từ chối yêu đương với Trương Tịnh Nghi vì người thứ ba. Mạng xã hội mới đây đã lan truyền thông tin Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi không tới họp trong dự án Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em bản điện ảnh. Nguyên nhân được đưa ra là xích mích nội bộ hai bên. Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa nổi tiếng. Bộ phim nhận được phản hồi tốt khi chọn được diễn viên. Như bước từ trang sách ra là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Kịch bản được thay đổi đôi chỗ so với nguyên tác nhưng lại được khen hợp lý, cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn khi đọc truyện. Một trong những yếu tố thành công của Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em là tương tác ngọt ngào như một cặp đôi thật của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Không chỉ có nhan sắc đẹp đôi, hai diễn viên đều có diễn xuất tốt, ánh mắt cực tình và thể hiện thành công nhân vật công chúa Chu Vận và thủ khoa Lý Lý Tuân. Chính vì vậy mà khi có thông tin phim được làm bản điện ảnh, người hâm mộ đã ngay lập tức mong muốn nhà sản xuất phải giữ nguyên dàn diễn viên chính, đặc biệt là cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Một số ý kiến bình luận: Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là nhất đôi, người khác đóng thì cảm giác không cần là phim nữa. Nếu hai người họ đóng thì tôi nhất định đi xem. Bản điện ảnh sẽ có nhiều phân cảnh hot hơn bên truyền hình nhỉ. Trần Phi Vũ với mái tóc vàng luôn là lý tuân của lòng tôi. Trương Tịnh Nghi cũng xinh nữa. Cả hai có cams đỉnh như thế. Như một đôi yêu nhau thật nên đóng chung bộ điện ảnh nữa đi. Dù vậy, có thông tin Trần Phi Vũ sẽ không tham gia Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em bản điện ảnh, dù nhà sản xuất đã gửi lời mời. Ngôi sao 10X đang chuẩn bị vào đoàn làm phim mới do bố là đạo diễn Trần Khải Ca sản xuất. Tiếp theo đó, Trần Phi Vũ sẽ tham gia một dự án của Trang Lớn. Anh cũng không có kế hoạch đóng lại nhân vật Lý Tuân. Ngoài ra, có tin đồn mối quan hệ giữa đội nhóm của Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi không tốt, thường có cạnh tranh nên cả hai cũng không muốn tái hợp. Những tin đồn đều chưa được chứng thực, hai diễn viên cũng chưa lên tiếng về việc có tham gia bản điện ảnh hay không. Người hâm mộ vẫn kỳ vọng được gặp lại cặp đôi trên màn ảnh động, tiếp tục câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Có thể nói, sau bộ phim, cái tên Trần Phi Vũ bất ngờ phục sáng và trở thành mẫu bạn trai vạn người mê của giới trẻ châu Á hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết không chỉ có thực lực diễn xuất, Phi Vũ còn thừa hưởng phương thức giáo dục gia đình có phần khắt khe, góp phần hình thành một nhân cách khiêm tốn và nho nhã. Tuy Phi Vũ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, nhưng cha mẹ đã dạy anh cực kỳ nghiêm khắc để trở thành một người tự lực, có trách nhiệm và biết phấn đấu. Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Phi Vũ tiết lộ rằng khi còn nhỏ, anh từng không luyện viết chữ một cách nghiêm túc. Khi đạo diễn Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã trách mắng và yêu cầu con luyện tập lại. Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Trần Khải Ca cũng đích thân dạy hai con trai của mình học, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần. Trần Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương, từ bản thân ông luôn nghiêm khắc, đúng mực với hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con noi theo. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Trần Phi Vũ có lần phải đứng bên cạnh bàn để phục vụ cha mẹ đang dùng bữa tối. Đến khi cha bảo ngồi xuống nhưng không còn thừa chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ liền quỳ gối bên cạnh mẹ bình thản và rất lễ phép. Dù vậy, phương pháp giáo dục khắt khe này của gia đình họ Trần cũng gây ra nhiều tranh cãi. Với ngoại hình hút hồn giới trẻ, khả năng diễn xuất tốt và quan trọng hơn là nền tảng nhân cách cũng như nỗ lực hóa thân vào các vai diễn khác nhau, Trần Phi Vũ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những diễn viên có lượng người hâm mộ lớn tại Trung Quốc vào thời gian tới.